ty chúng tôi nhận được một cái công trình để làm cái đèn đường chiếu sáng cho một cái khu phân lô bán nền mới. Thì đây là một cái đường rất là trọng quốc. Cái công trình này thì đã làm đường lưu đá rồi xong hết trơn rồi. Và nó đang còn một cái hệ thống đèn chiếu sáng. Thì chủ đầu tư quyết định là sử dụng cái đèn năng lượng mặt trời để chiếu sáng cho cái đường này. Đây là một cái đường nội bộ, bề ngang cũng là 4 m. Và công ty chúng tôi đang nhận thi công cái đèn chiếu sáng ở đây. Như đây là cái khu vực mà phân lô. Nhưng các bạn thấy xa xa thì công ty chúng tôi đang lắp những cái trụ đèn lên để chuẩn bị lắp cái đèn năng lượng cho cái đường nội bộ này. Thì đây là những cái cần đèn mà chúng tôi đã làm sẵn. Từ đây là cái công trình này làm cũng rất là khó. Lý do là chúng ta không có thể nào bắt trực tiếp ở dưới mặt đất được, mà chúng ta phải bắt từ ở trên cái tường, bờ tường đi lên thêm 3 m nữa. Là cái tường này đang cao 3 m, giờ chúng ta sẽ làm cái cần đèn 3 m, thêm cái chân đèn 3 m nữa, và cái cần thì vươn ra 1,5 m. Và cái điều kiện làm này cũng rất là khó khăn, nhưng mà chúng tôi vẫn quyết tâm làm. Cái thời hạn làm cái công trình này chỉ có 2 ngày thôi, để cho chủ đầu tư có thể là đủ cái điều kiện để bán những cái nền này. Đây là cái công đoạn anh em đang hàng cái cây cột này lên trên, rất là vất vả. Ở đây thì nắng rất là tốt. Đây chỉ có cái nhà này hơi cao, thì khoảng 10 giờ thì cái đèn này mới có nắng. Còn lại những cái đèn khác thì nắng suốt ngày. Và dự kiến ở đây thì nó sẽ rất là sáng. Vì chủ đầu tư chọn cái đèn này cũng là cái dạng đèn cao cấp và rất là đẹp. Cái độ sáng rất là cao. Cái đèn này được chúng tôi làm cho cơ quan nhà nước rất là nhiều. Những cái đường tỉnh lộ, những cái trung tâm hành chính của nhà nước, của các tỉnh thì chúng tôi đang thi công cái đèn này rất là nhiều. Thì đây là sơ qua cái khung cảnh khu vực ở đây. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái công việc này đến khi hoàn thành. Thì chúng tôi sẽ quay cái độ sáng đèn này cho quý khách cùng tham khảo.